Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Phim Và ngày sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé Thả thí thiên hạ do Dương Dương, Triệu Lô Tư đóng chính hiện tại đang là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm từ đồng đảo các mọt phim Liệu rằng đây có phải là một bộ phim đáng xem hay không? Hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé Nội dung chính bộ phim Thả thí thiên hạ Thiên hạ chia làm 7 phần, hoàng tộc được tôn trọng, phía dưới là lục quốc do lệnh huyền thiết cai trị lúc đó trong thiên hạ xuất hiện hai vị cao thủ kiệt xuất một bên là hắc phong tức băng chủ của ẩn tuyền thủy tạ một bên là nữ cao thủ bạch phong tịch bạch phong hắc tức hai người vừa là bằng hữu vừa là đối thủ mỗi lần gặp gỡ là một lần giao đấu ngang tài ngang sức khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ vậy nhưng bản thân của hắc phong tức và bạch phong tịch đều giấu những bí mật riêng về thân thế của mình cũng như mục đích của họ bước chân vào giang hồ lúc này huyền thiết lệnh của hoàng tộc bị đánh cắp với câu nói lưu truyền nhân dân có được huyền thiết lệnh sẽ có được thiên hợ, khiến lục quốc đều nóng lòng tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này chính vì vậy hắc phong tức vào bạch phong tịch cũng không thể đứng ngoài đầu tiên dàn diễn viên không thể chế chỉ với hai cái tên dương dương vài triệu lộ từ cũng đã đủ để cân nhan sắc của bộ phim này rồi Vậy nhưng ngoài nam thần dương dương với tạo hình cổ trang xoáy khí ngời ngời, cùng nữ đại hiệp triệu lô tư mảnh mày, vậy nhưng mạnh mẽ thì thả thí thiên họ lại còn sở hữu dàn diễn viên phụ không kém phần mãn nhãn. Ví dụ, Lai Nghệ, Tuyên Lộ, Lý Nhược Đồng, Họ Khai Lãng, thậm chí diễn viên qua đường cũng gầy sốc vì rùa vì quá đẹp. Với dàn diễn viên nhan sắc đỉnh cao như vậy, thả thí thiên họ chắc chắn có thể thu hút hàng triệu khán giả. Dù chỉ để ngắm dương dương hay xem những pha đấu kiếm, đánh võ, khinh công trong phim thôi cũng đủ thấy hấp dẫn rồi. Thứ hai, cảnh quay đẹp mắt, đánh võ mãn nhãn. Điều ấn tượng của Thả Thí Tiên Họ đó chính là cảnh quay đẹp bởi đạo diễn phim Doãn Đào, từng đoàn giải đạo diễn xuất sắc nhất của năm 2020, là người đứng sau thành công của nhiều dự án cổ trang nổi tiếng như Cầm Y Chi Họ, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thiên Cổ Quyết Trần, Mộng Tỉnh Trường An, Trường An Nặng. Thả thí thiên hạ có rất nhiều cảnh hành động, đầu võ thuật đẹp mắt, góc quay kết hợp với âm thanh rất lôi cuốn, kịch tính, khiến người yêu thích phim kiếm hiệp, võ hiệp giang hồ cũng gật cù khen ngợi. Tuy nhiên, bởi vì có quá nhiều cảnh hành động, nên đôi chỗ bộ phim cũng để lộ ra là triệu lộ từ sử dụng diễn viên đóng thế. Tuy rằng góc quay rất khéo léo, vậy nhưng từ sáng người, hành động của nhân vật cũng dễ dàng để khán giả nhận ra được. Thứ ba, diễn xuất trong thả thí thiên hạ như xem kịch. Dương Dương rất đẹp trai xoái khí, Triệu Lộ Tư cũng là mỹ nữ yêu kiều quyến rũ, vậy nhiều khi vào phim lại cứ như đang đọc kịch bản. Cặp đôi nam nữ chính đến tận tập 8 rồi vẫn chưa tạo ra được chút phản ứng hóa học nào, dù ngày ngày gặp gỡ, đối đáp qua lại, trêu chọc lẫn nhau. Thậm chí thiết lập nhân vật của Hắc Phong Tức là có tình cảm với Bạch Phong Tịch, đời viên nàng 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều vậy nhưng Dương Dương chỉ có thể hiện điều đó bằng cách xin lỗi thầy, sắc thuốc uống, trả tiền ăn cho bạch phong tịch, chú anh mất hay nụ cười đều rất nhạt nhẽo, không tạo được khe mít chi để khán giả cảm thấy hứng thú. Thứ 4 đại IP cổ trang vậy nhưng trang phục hiệu ứng bà xù. một điều gây sốc của Thả Thí Thiên Họ là trang phục và hiệu ứng kỹ sao của phim không xứng đáng với cái danh đại IP cổ trang được đầu tư lớn một chút nào. Thả thí thiên hạ có điểm nổi bật là đầu tư ngoại cảnh rất nhiều, những cảnh quay rừng trúc trải dài, núi non hùng vĩ được đưa lên phim rất đẹp mắt. Tuy nhiên điều đó cũng gây bất lợi cho phim khi đang từ những cảnh quay đẹp mắt như vậy mà chuyển sang phong xanh dài chân làm khán giả hết hồn. Tuy nhiên không thể phủ nhận sức hấp dẫn từ dàn diễn viên cùng với kịch bản phim. Nếu bạn là một người thích dòng phim cổ trang võ hiệp, bạn có thể lựa chọn thả thí thiên hạ để xem giải trí lúc rảnh rỗi nhé. Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn đam mê yêu thích xem những bộ phim hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả trường để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!